Phương châm hoạt động của Cinere Moto là cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Sự tín nhiệm của khách hàng là mục tiêu cao nhất của chúng tôi. Tại Cinere Moto, chúng tôi sản xuất, chế tạo ô tô bởi những trang thiết bị máy móc hiện đại, quy trình công nghệ tiên tiến và các đối tác cung ứng uy tín. SRM là một thương hiệu mới của hãng, mang ý nghĩa là nơi thu hút tài lộc, hội tụ tri thức. Rất nhiều khách hàng đã tin dùng, lựa chọn sử dụng sản phẩm của hãng dưới thương hiệu xe ô tô Đông Ben. 930 kg là tải trọng chuyên chở cho phép của xe, phiên bản thùng khung mui, kiểu thùng người tiêu dùng chọn mua nhiều nhất trên thị trường. Được mệnh danh là cỗ máy kiếm tiền, xe tải nhẹ SRM 930 sở hữu thiết kế theo phong cách châu Âu thời trang, trẻ trung, khẳng định vị thế thành công và cá tính của bạn. Logo SRM màu đỏ nổi bật, ấn tượng, hàm ý trong kinh doanh mang lại sự may mắn, trong phong thủy, thu hút tài lộc, sinh khí dồi dào. Đầu xe thiết kế nhô dài về phía trước, tăng khoảng cách từ điểm va chạm đến vị trí người ngồi trong cabin, bảo vệ người ngồi trong cabin an toàn hơn. Xe sử dụng đèn projector, dạng thấu kính, có thể điều chỉnh dải ánh sáng, không gây chói mắt cho người đi ngược chiều, chiếu đường cực sáng, lái xe rất yên tâm. Bên dưới được trang bị đèn sương mù, tăng cường khả năng chiếu sáng, nhất là khi lái xe ban đêm hoặc trời mưa gió sương mù. Cụm đèn hậu có tích hợp xi nhan gọn gàng, chắc chắn. Thùng độc lập với cabin, chắc chắn và an toàn hơn, nhất là trong trường hợp xảy ra sự cố va chạm liên hoàn, giảm thiểu tối đa lực tác động trực tiếp đến cabin cũng như người ngồi trong cabin. Bưởng thùng có thể mở 3 hướng, thuận tiện bốc xếp hàng hóa. Mẫu mã thùng đa dạng với các phiên bản thùng lửng, thùng khung mui, thùng kín, thích hợp chở các loại mặt hàng như hoa quả, đồ uống, đồ nội thất, xây dựng v.v. Hiệu quả kinh tế không ngờ khi kinh doanh dịch vụ vận chuyển, đặc biệt có cả phiên bản thùng bán hàng lưu động, tiện lợi kinh doanh mọi lúc mọi nơi. Nội thất xe như một ngôi nhà nhỏ tiện nghi, sang trọng, có trợ lực, kính điện, khóa điện, điều hòa hai chiều, ghế da tùy chỉnh phù hợp với từng lái xe. Đặc biệt có trang bị màn hình cảm ứng MP5 7 inch đa chức năng kiêm camera lùi, giúp các lái xe làm chủ chiếc xe của mình một cách dễ dàng. Xe tải nhỏ SRM 930 được trang bị động cơ nhập khẩu nguyên chiếc DLCG14, công nghệ kỹ thuật khí nạp MES hiện đại của Đức, tăng cường sức mạnh động cơ, kiểu loại 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, kết cấu trục cam kép DOHC 16 van cho công suất máy mạnh hơn, đốt cháy nhiên liệu triệt để hơn, dung tích xi lanh 1499cc, bơm xăng bánh răng kiểu mới, nâng cao hiệu suất, giảm tiếng ồn, kéo dài tuổi thọ động cơ, công suất cực đại 80 kW trên 5.200 vòng trên 1 phút, sản sinh công suất cực đại tới 109 mã lực, động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 với bộ xúc tác xử lý khí thải, xử lý triệt để khí thải động cơ trước khi thải ra bên ngoài với hai cảm biến. Mức tiêu hao nhiên liệu 7,2 lít trên 100 km. Xe sử dụng hệ thống phanh thủy lực, trợ lực chân không, cơ cấu phanh trước đĩa sau tang trống, trang bị hệ thống van điều tiết lực phanh theo tải trọng của xe. Xe bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km. Cinere Moto mong muốn trở thành doanh nghiệp đáng được tôn trọng. Tại Cinere Moto, chúng tôi thực hiện điều đó bắt đầu từ việc tận tâm chế tạo các sản phẩm của mình.